người bố chủ tịch tập đoàn top 10 thế giới của tài tử Cha In-kyu qua đời. Trên trang cá nhân, vợ chồng Cha In-kyu bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của người bố tài phiệt. Vợ chồng tài tử Cha In-kyu. Trưa mùng 9 tháng 7, tờ Hankook Ilbo đưa tin bố đẻ của tài tử Cha In-kyu, ông Cha Su-gong, đã từ trần vào hôm mùng 8 tháng 7 sau thời gian điều trị căn bệnh mãn tính. Ông chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83, theo truyền thông Hàn Quốc, gia quyến cố chủ tịch tập đoàn Gujung Shipping không tiết lộ căn bệnh ông mắc phải. Tờ Hankook Ilbo cho hay tang lễ của ông Cha Su-gong sẽ được diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện FT Marie, Seoul vào ngày 11 tháng 7 tới đây. Trên trang cá nhân, Cha In-kyu bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của bố đẻ, tạm biệt bố. Đến một ngày nào đó, bố con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đường, con yêu bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ bố đã làm cho chúng con. Bà xã Cha In-kyu, nữ diễn viên Shin Ae-ja cũng không kìm nén được nỗi buồn khi phải chứng kiến người thân qua đời. Bố luôn là người con luôn yêu quý và kính trọng. Mong bố sẽ được an nghỉ ở một nơi bình yên, không còn phải chịu đau đớn. Ông Cha Su-gong từng giữ chức chủ tịch của tập đoàn hàng hải nổi tiếng Gujung Shipping. Được biết, Gujung Shipping từng lọt top 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Theo tờ The Korean Economic Daily, vào năm 2005, tập đoàn này đạt doanh thu 150 triệu USD, tương đương 3.548 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu ổn định của Gujung Shipping trong suốt nhiều năm. Cha In-kyu sinh năm 1967, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Tình yêu hoàn hảo. Xuất thân từ gia đình tài phiệt, song nam tài tử lại sẵn sàng từ chối tiếp quản việc kinh doanh của bố để theo đuổi nghệ thuật. Cha In-kyu và nữ diễn viên Shin Ae ra kết hôn vào năm 1995. Đến năm 1998, cặp đôi đình đám chào đón cậu con trai đầu lòng. Ngoài ra, họ còn lần lượt nhận nuôi thêm hai con gái vào năm 2005 và 2008, chăm sóc, yêu thương không khác gì con đẻ. Nguồn, Hankook Ilbo.